Nếu chiến tranh biên giới Tây Nam là những chiến thắng liên tiếp với những cuộc hành quân thần tốc đánh dẹp quân Khmer Đỏ chỉ trong một tháng, thì ở biên giới phía Bắc, trong cuộc chạm trán với quân Trung Quốc, không phải lúc nào chúng ta cũng giành được chiến thắng như vậy. Trong chiến thắng cũng luôn có những mặt thất bại, có những mục tiêu không đạt được. Quân Việt Nam cũng phải nếm trải điều đó và trả giá rất nhiều. Trận chiến cam go quyết liệt tại pháo đài Đồng Đăng năm 1979 là minh chứng sống còn cho điều đó, nơi mà hàng ngàn, hàng vạn quân dân Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ Việt Nam khỏi quân xâm lược. Và cũng như bất cứ trận chiến nào khác, kẻ chiến thắng chưa chắc đã chiến thắng hoàn toàn, và người thất bại cũng không thất bại hoàn toàn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với pháo đài mang tên Đồng Đăng, nơi đã xảy ra trận tử chiến mở màn cho cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung kéo dài suốt 10 năm. Sau những động thái gây hấn ở biên giới và các ván bài ngoại giao, Trung Quốc đã chuẩn bị một lực lượng hùng hậu sẵn sàng cho một cuộc tấn công biên giới Việt Nam. 5 giờ sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc điều xe tăng và pháo binh đi trước, bộ binh theo sau. Chúng tỏa ra nhiều hướng, đánh vào khắp các tỉnh miền Bắc Việt Nam nhằm tạo ra thế trận phong tỏa, đẩy quân ta vào tình cảnh hỗn loạn, chia cắt. Giải phóng quân Trung Quốc chia làm hai cánh tiến quân, phía Đông và phía Tây. Đối với cánh phía Đông, chỉ huy tiền phương đặt tại Nam Ninh với mục tiêu chính là Lạng Sơn, Cao Bằng và Quảng Ninh. Cánh phía Đông có 3 hướng tiến song song. Hướng thứ nhất do quân đoàn 42A dẫn đầu tiến từ Long Châu đánh vào thị trấn Đồng Đăng nhằm làm bàn đạp để chiếm thị xã Lạng Sơn. Hướng thứ hai do quân đoàn 41A dẫn đầu từ Tĩnh Tây và Long Châu tiến vào thị xã Cao Bằng và thị xã Đông Khê. Hướng thứ ba do quân đoàn 55A tiến từ Phòng Thành và Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đối với cánh phía Tây, sở chỉ huy tiền phương đặt tại Mông Tự, mục tiêu chính là Lào Cai, Hà Giang và Lai Châu. Cánh phía Tây có 3 hướng tiến công chính. Hướng thứ nhất do các quân đoàn 13A và 11A dẫn đầu đánh vào thị xã Lào Cai. Hướng thứ hai đánh từ Văn Sơn vào Hà Giang. Hướng thứ ba do sư đoàn 42AD từ Kim Bình đánh vào Lai Châu. Tổng cộng, quân đội Trung Quốc xâm nhập Việt Nam trên 26 điểm. Song hệ thống phòng thủ dọc theo biên giới Việt Nam cũng không phải dạng vừa. Với các hầm hào, hang động và các điểm cao dọc khắp biên giới do lực lượng quân sự tinh nhuệ có trang bị và huấn luyện khắt khe chấn giữ. Và điểm bị pháo kích tấn công ác liệt và dữ dội nhất tại đây đó là pháo đài Đồng Đăng. Thời đó, tại thị trấn Đồng Đăng có một hệ thống lô cốt vững chắc được gọi là pháo đài Đồng Đăng do chính tay Pháp xây dựng trước năm 1945. Mục đích là để phòng thủ một khu vực rộng lớn tiếp giáp với biên giới Trung Quốc. Pháo đài Đồng Đăng nằm trên trục đường chính bao quát bốn phía thị trấn Đồng Đăng và chỉ cách cửa khẩu Hữu Nghị 2 km đường chim bay. Muốn tiến vào chiếm thị xã Lạng Sơn, quân bành trướng Trung Quốc phải tiêu diệt được pháo đài này. Từ lúc 4 giờ 45 sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, thì tiếng súng pháo bắt đầu nổ ở phía biên giới. Trong đêm tối lờ mờ, thiếu tá Hoàng Ý đưa ánh nhìn về phía biên giới và chỉ kịp hô toán lên một câu: "Quân Trung Quốc đánh ta rồi." Và cho báo động toàn bộ đơn vị, lệnh cho anh em vào vị trí chiến đấu ngay lập tức. Các chiến sĩ trấn giữ Đồng Đăng cầm ngay súng chạy lên pháo đài phòng thủ, vào các vị trí sẵn sàng chiến đấu. Vừa chạy lên vị trí chiến đấu thì bên kia biên giới, quân đội Trung Quốc cho đạn pháo bắn thẳng vào pháo đài. Đúng 5 giờ sáng, pháo binh bên đất Trung Quốc đồng loạt bắn dồn dập vào pháo đài Đồng Đăng và các điểm cao bên cạnh có bộ đội Việt Nam đóng quân. 5 giờ 15 thì tiếng súng ngừng. Tới khoảng 6 giờ 30, quân Trung Quốc tiến sát và vây kín dưới chân pháo đài. Chúng đông như kiến và đứa nào cũng mang vẻ mặt sát khí vô cùng đáng sợ. Hỏa lực từ pháo binh và xe tăng Trung Quốc dưới chân pháo đài bắt đầu bắn lên. Bên kia biên giới, pháo binh Trung Quốc cũng dồn dập nhắm pháo đài mà bắn. Thời điểm khi quân Trung Quốc tấn công, pháo đài Đồng Đăng trước đó được giao cho Đại đội 5 Công an Vũ trang thuộc lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn bảo vệ. Bên cạnh đó còn có Đại đội 42, Trung đoàn 4, Sư đoàn 3. Khi quân Trung Quốc bắt đầu pháo kích Đồng Đăng, thì đơn vị này gồm biên phòng và bộ đội Việt Nam được lệnh di chuyển lên pháo đài, sẵn sàng chiến đấu.
với quyết tâm cảm tử được đẩy lên rất cao, vì giờ đây sau lưng họ là gia đình và tổ quốc. Tuy nhiên, nào có ngờ Trung Quốc đã giăng sẵn bẫy chờ Việt Nam xa lưới. Đêm hôm 16 tháng 2 năm 1979, một đêm trước khi Trung Quốc tấn công Việt Nam, các tổ thám báo Trung Quốc đã mang theo bộc phá trà trộn vào lãnh thổ Việt Nam, móc nối với lực lượng người Việt gốc Hoa, lập thành một toán vũ trang phục sẵn ở các ngã ba đường, bờ suối, cây cầu để ngăn chặn lực lượng tiếp viện Việt Nam từ phía sau lên. Các lực lượng Trung Quốc còn bí mật cắt đứt đường dây điện thoại giữa các cao điểm ở biên giới Việt Nam. Nhờ đó, quân Trung Quốc cô lập và cứ vây từng cao điểm mà đánh. Chúng vây chặt dưới chân pháo đài và các điểm cao, dùng hỏa lực của xe tăng và pháo binh để truy kích, khiến cho quân ta vì thiếu đạn dược và y tế mà rơi vào hoàn cảnh vô cùng khổ sở. Đặc biệt là trên pháo đài Đồng Đăng, tổng toàn bộ quân số chấn giữ pháo đài khi đó là vào khoảng 1.000 người. Các chiến sĩ chỉ được trang bị AK, CKC, súng Đại Liên và B-40. Còn bên dưới họ là 27.000 quân lính Trung Quốc được yểm trợ bởi 160 xe thiết giáp và 350 pháo cơ giới. Quân ta đã phải đánh nhau một trận không cân sức với tỷ lệ 1-27. Quả thật là quá sức tưởng tượng. Thời điểm quyết đánh Việt Nam, Trung Quốc đã huy động một biển người cùng nhiều sư đoàn xe tăng và pháo binh. Ưu thế của Trung Quốc là không cần phải bàn cãi. Họ vừa vượt trội về lực lượng, vừa chủ động về thời gian, mục tiêu và địa điểm tấn công. Sau khi vây Việt Nam trên các điểm cao và pháo đài Đồng Đăng, cùng vài giờ bắn pháo liên tục vào bộ đội Việt Nam đang chấn giữ bên trên, Trung Quốc ra lệnh cho bộ binh Trung Quốc bắt đầu tràn lên. Trong lần tấn công đầu tiên, quân bộ Trung Quốc không lên được pháo đài do gặp phải hỏa lực dữ dội từ phía Việt Nam, mà phải lùi xuống rồi xông lên đợt hai. Lần hai thì nó đông hơn. Từ bờ ruộng tràn lên, mình ở trên đỉnh cao bắn xuống, nhưng quân Trung Quốc đông không tưởng tượng được, cứ chết hết lớp này đến lớp khác tràn lên. Lực lượng phía Việt Nam sử dụng B-40 từ trên cao bắn xuống, bắn hết băng đạn này rồi tới băng đạn khác. Quân Trung Quốc thương vong vô số, lợi thế nghiêng về phía Việt Nam hơn, dù lực lượng ta mỏng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chiến sự đến gần cuối ngày thì ưu thế trên cao bắt đầu bộc lộ điểm yếu, bởi vì bị vây rất chặt, quân Trung Quốc trấn thủ ở cả bốn hướng của pháo đài, khiến cho đường tiếp viện gần như bị tắc nghẽn. Các tướng Trung Quốc giữ chặt quan điểm rằng quân Việt Nam bắn mãi thì kiểu gì cũng phải hết đạn. Vì thế chúng tiếp tục sử dụng chiến thuật biển người dồn dập tiến lên pháo đài lần 3. Lần 3 không được thì lần 4, cho đến khi nào quân Việt Nam hết đạn thì phần thắng sẽ thuộc về chúng. Đứng trước đợt tấn công lần 3 của kẻ địch, quân đội Việt Nam chia lực lượng trấn thủ ở bốn góc của pháo đài, khiến quân Trung Quốc vẫn không tài nào tiến lên được dù chỉ một bước. Và không may, phía Việt Nam đã phải hy sinh rất nhiều. Cứ mỗi lần quân Trung Quốc tràn lên thì các hướng pháo đài đều có thương vong. Và sau đợt tấn công đó, Trung Quốc liền đổi chiến thuật chuyển sang sử dụng pháo binh bắn ác liệt vào pháo đài Đồng Đăng. Vì pháo kích mà các chỉ huy trên pháo đài ở các hướng đều hy sinh hết. Quân ta hy sinh rất nhiều, số còn lại phải dạt về phía nam pháo đài. 14 giờ chiều cùng ngày 17 tháng 2, quân Trung Quốc lại bắn pháo Katyusha H-12 sạc, phá vụt đỏ rực một vùng trời. Bộ đội tiếp tục hy sinh. Với sự hỗ trợ của hơn 6.000 quả đạn pháo mà đội dân vận Trung Quốc vận chuyển sang, pháo binh Trung Quốc đã bắn rất rát vào pháo đài Đồng Đăng và nhiều điểm trọng yếu khác do quân đội Việt Nam nắm giữ. Thương binh Việt Nam tổn thương đến nguy kịch. Sáng ngày 18 tháng 2, hàng chục chiến sĩ đã phải mở đường máu đưa thương binh rút bớt khỏi pháo đài. Sáng 19 tháng 2, quân địch lại tràn lên tấn công. Lúc này, dù vũ khí ít ỏi và quân số còn lại không nhiều so với biển người của địch, nhưng những người ở lại vẫn quyết tử để giữ pháo đài. Địch tấn công đến trưa mà pháo đài vẫn hiên ngang, sừng sững đứng đó. Dù vậy, thế trận cũng không duy trì được lâu, địch vây quá rát. Càng chiến đấu, bộ đội ta hy sinh càng nhiều. Đạn dược thì ngày một ít đi. Tới khoảng 16:30 chiều ngày 21 tháng 2, pháo đài bị trúng pháo quá nhiều, tàn nát, các điểm phòng thủ ở bốn hướng đều không sử dụng được nữa. Bộ đội ta cũng hết đạn. Những người còn sống phải rút hết vào trong pháo đài, chạy xuống các hầm trú ẩn. Chỉ sau 4 tiếng giao tranh, quân Trung Quốc lần này đã tiến lên được pháo đài.
chúng nhanh chóng phân tán chặn hết các đường ra, bắc loa kêu gọi đầu hàng. Tuy nhiên, tất cả chiến sĩ đều đồng lòng, trăm người như một, quyết đánh tới hơi thở cuối cùng. Vì quá tức tối với độ lì của phía Việt Nam, quân Trung Quốc quyết định dùng bộc phá giật sập cửa hầm, dùng lựu đạn cay thả xuống các lỗ thông hơi, sau đó đổ xăng xuống hầm rồi phóng hỏa, giết chết gần 800 quân Việt Nam và nhiều dân thường trốn bên trong. Thương binh ở tầng 2 và hàng trăm người dân chạy giặc núp dưới hầm cũng không một ai sống sót. Cuộc chiến trên pháo đài Đồng Đăng kéo dài 7 ngày. 1.000 chiến sĩ trên pháo đài đã chiến đấu bất kể ngày đêm, giữ chặt lô cốt này trong suốt một tuần. Bước đầu ngăn chặn quân Trung Quốc tiến về thị xã Lạng Sơn, cầm chân và tiêu hao nội lực của quân xâm lược. Đổi lại, cái giá họ phải trả là vô cùng đắt. 1.000 chiến sĩ đã tử trận gần hết, tiếng khóc than đồng đội lan xa khắp cả một vùng, ác liệt đến tận ngày thứ 7, thì chỉ còn lại duy nhất 6 người sống sót. Lợi dụng đêm tối mới tìm được đường thoát khỏi trận địa. Sau khi chiếm được pháo đài Đồng Đăng, quân Trung Quốc đã dùng 10 tấn thuốc nổ để phá hủy hệ thống lô cốt này. Số thuốc nổ sau đó làm sập được phần trên cùng của lô cốt. Còn hệ thống hầm gầm vẫn nguyên vẹn, trở thành di tích cho đến ngày nay. Song song với chiến sự diễn ra ở pháo đài Đồng Đăng, cũng trong sáng 17 tháng 2 năm 1979, quân đoàn 55 quân đội Trung Quốc tràn qua cao điểm 386 sâu 1,5 km trong biên giới Việt Nam. Khu vực này có 118 bộ đội địa phương chấn giữ. Họ đã chiến đấu quả cảm tới viên đạn cuối cùng và bị phía Trung Quốc tiêu diệt toàn bộ. Tuy nhiên, trước khi nằm lại trên chiến trường, họ cũng đã khiến cho hơn 300 lính Trung Quốc tử trận. Sau khi chiếm được cao điểm 386, Trung Quốc dồn quân sang pháo đài Đồng Đăng, cụm cứ điểm Thâm Mô và các cao điểm 339, 423 và 505. Sáng ngày 19 tháng 2, quân Trung Quốc cũng mở nhiều đợt tấn công vào phòng tuyến Thâm Mô, ra một đại đội tấn công pháo đài Đồng Đăng. Hai tiểu đoàn, một tấn công Thâm Mô và một tấn công cao điểm 339. Pháo đài Đồng Đăng cùng cứ điểm Thâm Mô và cao điểm 339 là ba điểm tạo thành một phòng tuyến hình tam giác vững chãi bảo vệ thị trấn Đồng Đăng. Để tiến vào thị trấn và xa hơn là Lạng Sơn, Trung Quốc buộc phải phá hủy các chốt điểm phòng ngự này. Quân đội nhân dân Việt Nam tại Thâm Mô và các cao điểm một lần nữa giữ vững vị trí và đẩy lùi kẻ địch, gây ra thương vong lớn cho đối phương. Tuy nhiên, do bị vây giáp như pháo đài Đồng Đăng, các điểm cao cũng bị thất thủ. 20 giờ ngày 22 tháng 2, sư đoàn 163 giải phóng quân Trung Quốc cũng công hạ được Thâm Mô. Mặc dù chiến sự diễn ra ác liệt do quân Việt Nam bị cắt đường tiếp viện và mất liên lạc, nhưng phần lớn bộ đội trấn thủ phía ta vẫn giữ được Đồng Đăng trong nhiều ngày và còn nhiều lần đẩy lùi được Trung Quốc ra xa. Tất cả là nhờ sự phòng vệ có tổ chức của Trung đoàn 12 và Sư đoàn 3 rất tinh nhuệ của Việt Nam. Những ngày đêm quan cường chiến đấu của lực lượng biên giới Việt Nam đã bước đầu mở ra thắng lợi cho cuộc chiến tranh vệ quốc ở phía Bắc Việt Nam. Trung Quốc không thể nào ngờ được chỉ một vài cứ điểm nhỏ ở sát biên giới lại buộc chúng phải hy sinh đến 2.400 người. Riêng tại pháo đài Đồng Đăng, Trung Quốc đã mất đến một nửa đại đội thuộc Trung đoàn 489 Giải phóng quân Trung Quốc. Những học thuyết quân sự, những chiến lược tài tình mà chúng nghĩ ra liên tiếp bị bẻ gãy khi tấn công vào pháo đài Đồng Đăng. Chúng buộc phải thay đổi cách đánh liên tục, hết bộ binh rồi lại pháo binh, xe tăng tiến lên thì bị quân ta bắn cháy. Phải vất vả lắm, đợi cho quân Việt Nam hết đạn dược thì Trung Quốc mới chiếm được Đồng Đăng. Còn binh sĩ Trung Quốc khi chứng kiến đồng đội mình phơi thây dưới pháo đài, tinh thần chúng đã bắt đầu xuống thấp. Càng tiến sâu vào lãnh thổ Việt Nam, chúng lại hy sinh càng nhiều. Xe bọc thép, pháo hạng nặng đem sang cũng bị phá hủy nghiêm trọng, mất đi nhiều phương tiện để bảo vệ. Tuy nhiên thời điểm này, quân Trung Quốc vẫn chưa biết chúng sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì tiếp theo. Chiến thắng nhỏ nhoi tại biên giới đã tiếp thêm tinh thần cho tướng Trung Quốc, hy vọng sẽ thọc sâu hơn vào Việt Nam và đạt được thắng lợi nhanh chóng như dự kiến. Chỉ là đến khi chúng tiến được vào Lạng Sơn thì sức lực giải phóng quân đã đến hồi báo động. Nói cho cùng, với sự hỗ trợ của khí tài hiện đại,
sức mạnh quân đội Trung Quốc khi đó vẫn không thể nào áp đảo được sự thiện chiến của quân Việt Nam. Video xin được dừng tại đây. Nếu thấy video này hay, đừng quên like, share, bấm đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ ekip nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.